Ôi chào các con, hôm nay chúng ta sẽ là sang buổi thứ ba rồi. Chúng ta mà hai buổi đầu các con đã thể hiện rất là tốt. Hôm nay chúng ta sẽ làm đề thi tổng hợp các con nhé. Thì bài đầu tiên cô đã thấy các con gửi kết quả cho cô rồi. À, các kết quả đều đúng cả. Bây giờ cô sẽ tiến hành chữa bài và cô cũng thấy trong bài thì các bạn một số bạn đã biết là dùng sơ đồ để biểu thị mối liên hệ giữa ba số tự nhiên. Số thứ nhất, số thứ hai và số thứ ba. Thì bây giờ cô cũng vẽ lại cái sơ đồ đấy để cho những bạn mà chưa làm được, chúng ta còn một vài bạn chưa làm được nữa thì các bạn đấy sẽ hiểu bài hơn. Tổng của ba số tự nhiên là 117. Biết rằng số thứ hai hơn lớn hơn số thứ nhất 5 đơn vị và nhỏ hơn số thứ ba 5 đơn vị, tìm ba số đó. Vậy bạn Khánh An, con cho cô biết trong ba số, số thứ nhất, số thứ hai và số thứ ba thì số nào là số lớn nhất, số nào là số nhỏ nhất con? Dạ là số lớn nhất là số thứ hai. Ủa, số lớn nhất là số thứ ba cô. Con số Và nhỏ nhất. số nhỏ nhất là số thứ nhất. À, bạn Nam Trung ơi, con đồng ý với con có đồng ý với bạn không? Dạ con thưa cô con đồng ý ạ. À rồi, tốt, cô cảm ơn, cô cũng đồng ý. Như vậy ta có số thứ nhất, số thứ hai, và số thứ ba. Ở đây các con có 5 bạn gửi kết quả, nhưng mà cả 5 bạn là cách làm là cũng khác nhau chứ không phải là cả 5 bạn có cùng một cách làm đâu, cho nên là cô cũng khá là yên tâm về các con. Đấy chứ không phải là làm trùng lặp một cách đâu. Vậy thì ở đây ta có 5 đơn vị. Rồi, 5. À, cô thấy bạn Lam rồi. À, con hãy nêu cách làm của con cho cô. Cô mời Nam Trung ơi, đáp số con đưa ra ở bài 2 là chưa đúng nhá. Cô mời bạn Quang Lâm, con trình bày bài giải bài số 1 cho cô. Dạ thưa cô, bài 1 thì con làm theo hai cách nhưng mà con xin phép làm cái thứ hai để cho nó ngắn gọn. Rồi. Đầu tiên là ta gọi số thứ hai là x, gọi số thứ nhất là x trừ 5, gọi số thứ ba là x cộng 5 ạ. Không không, con từ từ gọi số thứ hai là x. Rồi, thì x trừ 5 thì số thứ hai là gì con? Xin lỗi, số thứ nhất là gì con? Dạ là số thứ nhất là x trừ 5. À, bởi vì là số thứ hai hơn số thứ nhất 5 đơn vị, đúng rồi. Và số thứ ba. Mình gọi số thứ ba là x cộng 5. À, là x cộng 5. Đúng rồi. Tổng của ba số là bao nhiêu con nhỉ? Tổng của ba số là 117. Nên ta có Ta có là x cộng x trừ 5 cộng x cộng 5 bằng 117. Rồi, đây con suy ra gì? Suy ra là có x nhân 3 bằng 117. À, có x nhân 3 bằng 117. Do vậy x bằng bao nhiêu con? Dạ là x bằng 117 chia 3, x bằng 39. X bằng 39 mà con gọi x là số thứ bao nhiêu đấy? Dạ là số thứ hai, vậy nghĩa là À. số thứ hai là 39. Cho nên số thứ nhất là Số thứ nhất là 39 trừ 5 bằng 34. Số thứ ba là 39 cộng 5 bằng 44. Rồi, cô hỏi một bạn, cô cảm ơn. Quỳnh Anh ơi, con đồng ý với bài của Lâm không? Con đồng ý.
À rồi, cô cảm ơn con. Số thứ nhất là 39 trừ đi 5 bằng 34. Số thứ hai, Khánh An ơi, con có kết quả giống bạn Lâm không? Dạ có cô. Rồi. Vậy ba số phải tìm, đấy là 34, 39 và 44. Cô cảm ơn con. Tốt. Rồi, cô hỏi một bạn nữa. Nam Trung ơi, con có kết quả giống bạn không? Dạ có. À rồi, cô cảm ơn con. Ở đây có, ở trong bài của các bạn, cô thấy có một bạn làm đấy là, bạn đấy làm là, bạn vẽ sơ đồ, sau đó bạn bảo là 3 lần số thứ hai là 117. Tức là bạn đấy lấy cái phần mà số thứ ba này này lớn hơn số thứ hai để bù vào số thứ nhất, thì chúng ta sẽ có là 3 lần số thứ hai chính là bằng 117. Vậy thì số thứ hai là 117 mà chia cho 3 cũng được, cũng là một cách. Đấy, còn có bạn thì lại làm là 3 lần số thứ nhất là 117 trừ đi 5, rồi trừ đi 5 trừ tiếp 5 nữa. Tức là ở đây là chúng ta thấy rằng số thứ ba là hơn số thứ nhất 2 lần 5 đơn vị. Đấy, số thứ hai hơn số thứ nhất 5 đơn vị. Vậy thì 3 lần số thứ nhất sẽ là 117 trừ đi 3 lần 5 đơn vị, tức là trừ đi 15 đấy. Thì cũng là một cách làm rất là tốt. Rồi, cô cảm ơn các con. Giờ chúng ta sẽ là cho các con thêm một vài phút để suy nghĩ câu bài số 2 và bài số 3, bạn nào làm được bài 2, chữ bài 2 trước cũng được, bài 3 trước cũng được. Ta phát tín hiệu cho cô nhá. Bài à, bây giờ chúng ta sẽ sang chữa bài số 2 và bài số 3. Bài số 3 thì vì là đặc thù là nó dễ hơn bài số 2 nên có nhiều bạn gửi kết quả hơn. Như vậy thì bài số 2 cũng có các con gửi kết quả đây cho cô. À, nhưng mà cô lại muốn là các con, những bạn khác cũng làm được bài đó. Đáp án là, rồi, đáp án con vừa gửi cho cô là chưa đúng con nhé. Chúng ta sẽ đi chữa luôn này. Bây giờ các con hãy, một bạn hãy cho cô biết là từ năm 1944 đến năm 2008 là có bao nhiêu năm nhé. Cô mời bạn, à cô hỏi bạn Vy Vy. Dạ thưa cô là 64 năm. À, từ năm 1944 đến năm 2008 có 64 năm. Nào, bây giờ cô lại hỏi con tiếp. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng 2008 và 1914 đều là các số chia hết cho 4, cho nên cả hai năm này đều là năm gì con nhỉ? Năm mà chia hết cho 4 là năm gì con? Năm nhuận. À đúng rồi. Do năm 1944 và 2008 là các năm nhuận. Vậy thì có tất cả bao nhiêu năm nhuận kể từ năm 1944 đến 2008 bạn Vi nhỉ? Nhẹ 16. Con làm nào mới ra được 16? Thì con lấy 64 chia 4. À, lấy 64 chia 4. Nhưng mà thế con không tính là năm 1944 cũng là năm nhuận, đến năm 1948 là năm nhuận tiếp. Thì ở đây con thấy rằng là 148 mà trừ 144 chỉ có 4 năm thôi, 4 chia 4 được 1 mà chúng ta có 2 năm nhuận đấy. Vậy thì từ 1944 đến 2008 có bao nhiêu năm nhuận con nhỉ? 64 chia cho 4 rồi con phải làm gì nữa? Nhà cộng Cộng với bao nhiêu nhỉ? Đúng rồi, cộng thêm mấy nữa con nhỉ? Bài toán tìm số cây đấy. Bài toán tìm số cây khi biết khoảng cách giữa các cây đấy. Hoặc là bài toán tìm số số hạng của dãy cách đều là chúng ta phải lấy số số hạng mà chia cho
Lấy số đầu trừ số cuối chia cho khoảng cách rồi chúng ta còn phải cộng thêm bao nhiêu nữa con nhỉ? Rồi, Nhầm cô hỏi bạn khác. bộ À, cộng với 1, đúng rồi. Số cuối trừ số đầu chia cho khoảng cách ở đây là 4 năm thì chúng ta cộng thêm với 1 cho nên là có 17 năm nhuận con nhá. Rồi. Mục đích là chúng ta tính năm nhuận để làm gì? Đấy là một năm bình thường và một năm nhuận thì khác nhau chỗ nào đây? Cô mời bạn là Quỳnh Anh nhỉ? Quỳnh Anh tắt cam mất rồi. dạ thưa Quỳnh Anh cô ơi, giữa là năm nhuận. dạ thưa cô là giữa năm nhuận và năm thường khác nhau là năm nhuận tháng 2 có 29 ngày, còn năm thường thì tháng 2 có 28 ngày. Đúng rồi, cho nên với 17 năm nhuận này chúng ta sẽ tính được là số ngày kể từ ngày 22 tháng 12 năm 94 đến ngày 22 tháng 12 năm 2008. Vậy cô hỏi một bạn nhé. Từ ngày 22 tháng 12 năm 1994 đến ngày 22 tháng 12 năm 2008 có tất cả bao nhiêu tháng 2 có 29 ngày? Có bao nhiêu tháng 2 có 29 ngày? Cô mời bạn An Phú. Nhà là một ạ. Có một tháng 2 có 29 ngày thôi á. Vậy thì Cô chỉ nói nhá, kể từ sau ngày. 11 Kể từ bao nhiêu? 11. 11 á, làm sao lại 11? Có bao nhiêu năm nhuận đây? Con học không chú ý đấy nhá. Bạn Quang Huy nào. Dạ con thưa cô là có 17 tháng 2 có 29 ngày. Có 17 tháng 2, có 29 ngày. Dạ Cô hỏi bạn Lâm ơi, con đồng ý không? không, mà Vì theo sao con nhỉ? thì là có 16 ngày tháng ai có 29 ngày, tại vì kể từ ngày 22 tháng 12 năm 2000 năm 1944 thì nó đã qua tháng 2 ngày 29 tháng 2 rồi, thế nên là năm 1944 là không tính có một tháng 2. Tháng 2 có 29 ngày. Rồi cô hiểu rồi, chính xác rồi, mà Lâm nói rất là tốt rồi đấy. Như vậy là bạn đấy giải thích rất là rõ ràng. Hỏi là Quang Huy ơi, bây giờ con đã hiểu chưa? Dạ rồi ạ. À đấy, như vậy các con lưu ý nhá, là từ ngày 22 tháng 12 năm 1944 thì cái ngày 22 tháng 12 này nó qua mất cái tháng 2 của năm 1944 rồi. Cho nên chỉ có là 16 tháng 2 có 29 ngày thôi, có 29 ngày thôi. Vậy thì chúng ta biết là từ ngày 22 tháng 12 năm 1944 đến ngày 22 tháng 2 tháng 12 năm 2008 có 16 tháng 2 có 29 ngày. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tính tổng số ngày kể từ ngày 22 tháng 12 năm 1994 đến 22 tháng 12 năm 2000 2008 tính như thế nào? Cô mời bạn Lâm. Dạ thưa cô À, cô là xin lỗi, mình xin lỗi con Lâm, cô xin lỗi, không phải cô mời bạn Lâm đâu, cô cảm ơn con, cô mời bạn khác là bởi vì là bị lặp mất rồi, mời Nam Trung. Có bao nhiêu ngày con nhỉ? Từ sau ngày 22 tháng 12 năm 1944 đến
Ngày 22 tháng 12 năm 1908, à một năm 2008 có tất cả bao nhiêu ngày? Tính như thế nào con nhỉ? Con nghĩ Có tất cả bao nhiêu năm ở đây? là con thưa cô 64 ạ. 64 năm. Thì chúng ta tính số ngày như thế nào? Hình như lấy 22 nhân 64. Ừ. Sao lại 22 nhân 64 nhỉ? Mỗi năm có bao nhiêu ngày con? 365 nhỉ. À, 365 ngày. Như vậy chúng ta phải lấy 365 nhân với 64. 64 cộng thêm với gì con biết không? Số năm nhận. Không phải, cộng thêm 16 ngày thôi. Số năm nhuận là 17 năm nhưng mà chỉ có 16 tháng 2 có 29 ngày thôi con ạ. À. Cho nên chúng ta cộng thêm với 16 ngày, do chúng ta không tính là 16 cái ngày này trong 365 ngày của mỗi năm này, con hiểu chưa? Đúng chưa? Cho kết quả là bao nhiêu ngày đây? Bạn nào tính được ra rồi ngoài bạn Quang Lâm? Cô mời bạn Quang Huy. Dạ con thưa cô là 23.376 ngày. Bạn Lâm ơi, bạn ấy trả lời đúng chưa? An phủ tất cam rồi. Dạ thưa cô là đúng ạ. Rồi, tốt. Rồi. Như vậy, bây giờ chúng ta sẽ tính số tuần để biết được, bởi vì là ngày 22 tháng 12 năm 2028 là rơi vào ngày thứ hai đấy. Như vậy bây giờ chúng ta tính số tuần thì ta tính như thế nào để tìm ra số tuần? An Phú ơi, ta làm phép tính gì để tìm số tuần con nhỉ? Dạ, con lấy số ngày chia 7 ạ. À, lấy bao nhiêu? À, lấy số ngày rồi. Ta có 23.376 chia 7 bằng bao nhiêu? Mời bạn đấy, có một bạn nữa với bạn Lâm, bạn Quang Huy. Cô cũng phát hiện ra bạn Quang Huy học rất là nhanh. Quang Huy buổi trước không 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 học nhưng mà bạn đấy vẫn làm bài tập về nhà rất là đúng và đầy đủ nhá. Nào, phép chia này cho kết quả bao nhiêu và có dư không? Nếu dư thì dư bao nhiêu? Cô mời bạn Lâm nào. Dạ thưa cô là có kết quả là 3.339 dư Ừ. 3. Dư ba. Quang Huy ơi, con đồng ý bạn đấy không? Dạ con thưa cô con đồng ý ạ. À, vậy thì nếu như mà phép chia cho 7 có kết quả dư 3 thì từ đấy chúng ta suy ra là ngày 22 tháng 12 năm 1944 là rơi vào thứ mấy? Vì biết không con? Dạ vâng thưa cô là thứ sáu ạ. Vì sao nhỉ? Dạ tại vì ta đếm ngược từ thứ hai về 3 ngày là thứ hai, chủ nhật và thứ bảy nên ngày 22 tháng 12 năm 1944 là ngày thứ sáu ạ. Sao mình không đếm tới mà đếm lui? Dạ vâng thưa cô là tại vì cô chỉ ấn bảy ạ. Làm mặt Lâm nào. Dạ thưa cô là ngày 22 tháng 12 năm 2008 là thứ hai rồi mà mình dư 3 ngày ra thì mình phải ngược lại ạ. À, Đếm đúng ngược. rồi, mình đếm ngược từ năm 2008 về năm 1954 cho nên chúng ta phải đếm lui đi con nhá. Đúng rồi, là sẽ là thứ hai chủ nhật. Như vậy sẽ là dư ba, tức là thứ hai thì mình có rồi, trừ đi ngày chủ nhật là một, trừ đi ngày thứ bảy, như vậy thì sẽ là rơi vào ngày thứ bao nhiêu nhỉ? Ngày chủ nhật, ngày thứ bảy thì trừ đi rồi là đến ngày thứ bao nhiêu nữa các con nhỉ? Là ngày Là bao ngày thứ nhiêu? À, là ngày thứ sáu. sáu, đúng rồi. Đấy, chủ nhật, thứ bảy, thứ sáu là đúng dư ba luôn. Hỏi bạn xem mình có hiểu bài không nhá. Mời bạn Nam Trung ơi, con hiểu bài chưa? Rồi. Quỳnh Anh ơi, con hiểu bài không? Cô cảm ơn. Không chịu À cho rồi, lắm. rồi. Rồi, cô cảm ơn con.
Bài số 3 chúng ta tìm số có 3 chữ số biết số đó, chia 2 dư 1, chia 5 dư 3 bằng chữ số hàng trăm là 8. Vậy thì bài này là chúng ta dựa vào các dấu hiệu chia hết mà chúng ta đã học ở tiểu học để chúng ta làm, đúng không nào? Vậy bây giờ trong bài làm của con sẽ dựa vào dấu hiệu nào trước để chúng ta tìm các chữ số của số có 3 chữ số này? Cô sẽ hỏi bạn Khánh An. Dạ thưa cô, là con dựa vào những số mà chia hết cho ba chứ. Số chia hết cho 3. Thì số chia hết cho 3 thì có điều kiện là gì nhỉ? Dạ là tổng của các số cộng lại chia hết cho ba thì số đó sẽ chia hết cho ba. Rất tốt, đúng rồi. Mà thế còn dấu hiệu của số chia hết cho 2 và cho 5 thì dựa vào đâu con nhỉ? Dạ, số chia hết cho 5 là tận cùng, số đó là 0 và 5 thì nó sẽ chia hết cho 5. Còn số chia hết cho 2 thì như thế nào? Còn số chia hết cho 2 là tận cùng, nó là số chẵn thì nó sẽ chia hết cho 2. Vậy thì theo con thì việc là tìm số dựa vào chữ số tận cùng thì nó dễ hơn hay là dựa vào tổng ba chữ số thì nó dễ hơn? Nghĩ là dựa vào tổng 3 số là nó sẽ dễ hơn. Không sao mà tìm được cả ba số khi biết tổng của chúng là số chia hết cho ba thì chẳng có căn cứ nào cả. Bây giờ đấy đấy là của con nhá, đấy là ý kiến của con này. Còn bây giờ cô sẽ hỏi một bạn khác xem thử suy nghĩ của các bạn như thế. Chúng ta đang tìm hướng đi mà. Thế cô hỏi một bạn khác nha. Xem thử An Phú nào theo con. Dạ, con thì thầy tính theo số dễ hơn. Là theo gì? Dựa vào đâu? Dựa vào gợi ý của đề bài ạ. Thế con tìm được gì trước không? Con có tìm được không? Con tìm được chữ số nào hay là gì không? Thì con cứ nói đi. Dạ, con chỉ tìm được 3 số ạ. Là ba số nào? 813, 843, 873. Nhưng mà ý con là con sẽ lập luận như thế nào? Dạ, con lập luận là Bắt đầu từ đâu trong bài làm của con ý? đầu từ gọi số đó Là là 8 aben rồi rồi gì nữa? rồi số có thể chia chia cho 2 mà dư 1 thì chính là các số lẻ, Cho nên suy ra cho nên suy ra là B nhỉ. Con trình bày đi. cho nên là các số 137, 13579, nhưng 1579 không chia 5 mà dư 3 nên hàng À, đơn vị con là đang nói 13579 là thuộc hàng nào đấy? thuộc hàng đơn vị ạ. À, đấy con phải nói rõ ra như thế chứ, đúng không nhỉ? Con nên nói rõ ra như thế rồi, cô hiểu ý con rồi. Như vậy ở đây con cũng tìm chữ số hàng đơn vị trước, thay vì tìm tổng 3 chữ số như là bạn Khánh An, đúng không? Rồi, ok, cô nhất trí với con. Đúng rồi. Rồi nhá, bài làm của con, cô cũng nhất trí. Bài làm của bạn Lâm gửi vào đây, cô cũng đồng ý là cách làm của các con với cả là bài làm của bạn Lâm với bài làm của bạn Huy thì cô đều đều đồng tình với của các con cả. Nhưng mà ở đây có một bạn đây này, chữ số hàng đơn vị phải là số lẻ đây. Đây đấy là bài của bạn Lâm, bạn ấy lập luận theo như cô đánh giá là nó gọn gàng hơn so với cách làm của hai bạn còn lại. Đấy là bạn Lâm cũng gọi số phải tìm là 8AB. Đây cô hướng dẫn luôn các con luôn. Là 8AB vì là số có 3 chữ số mà. Đây, chúng ta nên dựa vào chữ số tận cùng các con nhé, bởi vì số đó chia 2 dư 1, chia 5 dư 3 và chia hết cho 3, như vậy chúng ta sẽ tìm được chữ số tận cùng rồi, thì lúc đó chúng ta chỉ cần tìm chữ số hàng chục nữa nó dễ hơn.
Lúc đó chúng ta sẽ dựa vào tổng 3 chữ số 3. Bạn An Khánh ơi, con đã hiểu chưa? Dạ rồi ạ. Thì bây giờ cô sẽ gọi một bạn khác. Nam Trung ơi, pi là 8AB chia hết cho 5. À, cô sẽ đổi chia 5 dư 3. Chia 5 dư 3 nên B nhận những giá trị nào? Nên chữ số hàng đơn vị là chỉ có thể là nhận những giá trị nào? Con cho cô là chữ số B, chữ số B nhận giá trị là hàng đơn vị và chữ là đơn vị và nghĩ là chữ số A là Không, cô đang hỏi là B mà một số mà chia cho 5 dư 3 thì chữ số hàng đơn vị của nó phải là bằng bao nhiêu? chữ. Dạ con cho cô nghĩ là bằng 8 hay Bằng 8 hoặc, đúng rồi. 8 bằng 3. À đúng rồi, B bằng 3 hoặc B bằng 8. Đúng rồi. Nhưng chúng ta sẽ loại đi một giá trị của B. B không thể nhận cả hai giá trị 3 và 8 đâu, chỉ nhận một trong hai giá trị này thôi. Đó là giá trị nào? Vì sao bạn nó biết? Thì chúng ta giơ tay lên. B chỉ nhận một trong hai giá trị này thôi, không thể cả hai đâu. Đấy là B bằng 3 hay là B bằng 8? Vì sao bạn Huy và bạn Quang Lâm phát hiện ra rồi? Quỳnh Anh, nào cô mời Quỳnh Anh. Dạ thưa Lý cô, do. là tại nguyên cho con nghĩ là B sẽ là 3. B là 3 vì 3 chia cho 2 dư 1. À Mà nhưng ví đúng dụ như rồi, cô là hiểu con 13 chia rồi. cho 5 dư được 3. À đúng rồi, nhưng do 8AB chia 2 dư 1 cho nên B không thể là số chẵn được, bởi vì nếu B mà là số chẵn, tức là nếu B bằng 8 thì 8AB sẽ chia hết cho 2 mất, chia 2 dư 1 nên B sẽ bằng 3 thôi. Đấy, B chỉ nhận giá trị bằng 3 thôi. Đấy. Vậy thì số của chúng ta, số phải tìm là đã có là 8A3 rồi, chỉ cần tìm A nữa là được. Đúng chưa An Phú nhỉ? Khánh Dạ An ơi. Rồi Khánh An ơi, con nhất trí chưa? dạ rồi. Rồi đến đây Khánh An sẽ làm tiếp giúp cô nào. Vì 8AB chia hết cho 3 nên ta có gì con? AB chia hết cho 3 nên Mở ngoặc. nên mở ngoặc 8 cộng với gì? Dấu hiệu chia hết cho 3 tám dựa vào đấy. tám cộng ba Cộng gì nữa? tám cộng ba cộng một. Không phải 8 cộng A chứ không phải. Mình đã biết A bằng 3 đâu, bây giờ mới đi tìm mà. 8 cộng với A 6 cộng A cộng 3 cộng B cộng bằng B 8 bằng cộng 8 với cộng A cộng A 3 đúng cộng không? 3 Bằng 11 cộng với bằng A. 11 cộng A Không, chia hết cho. chia hết cho 3. Chia hết cho 3. Suy ra A nhận giá trị nào? Dạ suy ra A bằng 1. A bằng 1, hết chưa? A còn có thể nhận dạng nào nữa? Dạ, A bằng 4. Đúng rồi, hết chưa? Dạ, A bằng A bằng bao nhiêu? Còn số nào nữa không nhỉ? Cô mời một bạn khác. Ngoài A bằng 4, A bằng 1, A còn có thể nhận giá trị nào nữa? Mời Nam Trung. dạ con thưa cô, con nghĩ là A có thể nhận nhận giá trị là một đó. Một rồi. 1 cộng với 11 là bằng 12, chia hết cho 3 rồi. 4 cộng 11 là 15, chia hết cho 3 rồi. Còn một giá trị nữa. À. Số nào mà cộng với 11 cũng chia hết cho 3 nữa con nhỉ? Dạ là số 18. Ui 18, A là chữ số mà con.
Cháu à? 6 cộng 11 không chia hết rồi, 6 cộng 11 là 17 rồi. 5 ạ. 5 cộng 5 cộng 10 11 là 16 rồi. À, Đấy chín ạ. 9 9 cộng 11 là 20, sao thế nhỉ? À, cười An Phú nào. An Phú ngồi cười. À, bao nhiêu con nhỉ? An Phú đâu rồi? ai là vậy ạ? À, 7. Quang Huy là nói kiểu gì mà nói sót mỗi số 7 không Quang Huy ạ? À? 7 cộng với 11 là 18. Quang Huy hiểu chưa? Ừ, như vậy số tiếp theo đấy là 873. Như vậy ba số 813, 843, 873 là ba số mà chúng ta tìm được các con nhá. Rồi mà Lam ơi, mạng của con bây giờ đã ổn định hơn chưa? Bây giờ chúng ta sẽ chữa bài 4 này các con nhá. À, một số bạn đã gửi kết quả cho cô rồi. Tối hôm nay, hôm trước thì bạn Lam tương tác rất là tốt, nhưng hôm nay là do mạng yếu nên cô không thể tương tác nhiều lắm. À, con cố gắng hôm sau làm cải thiện cái vấn đề là kết nối giúp cô nhé. Đấy, bạn An Phú gửi bài đúng rồi này. Rồi bạn Nam, bạn Khánh An gửi bài đúng rồi này, rất là tốt. Bây giờ cô sẽ mời bạn An Phú con trình bày nhé. Bởi vì con mới gửi kết quả mà con chưa trình bày. Tại con chưa tại con vừa mới ghi trên phép tính thôi chứ chưa biết lời giải. Rồi, thế bây giờ cô sẽ mời bạn Huy con trình bày nhé. Dạ cô. Con trình bày giúp cô Huy nhé. Dạ con thưa cô là số bài tập của hai bạn còn lại đúng bằng 1 phần 4 số bài tập thầy giao cho hai bạn. Số bọn còn lại 1 phần 4 số bài thầy ra cho hai bạn á. Sao lại bằng 1 phần 4 số bài thầy giao cho hai bạn? Số bài còn lại của cả hai bạn này bằng bao nhiêu? Con đọc trên đề bài giúp cô. Đúng bằng bao nhiêu? Dạ con thưa cô là bạn thứ nhất làm được 20 bài, bạn thứ hai làm được 22 bài. Rồi thì số bài còn lại của hai bạn đây này, đúng bằng bao nhiêu phần số bài thầy giao? Dạ, số bài còn lại của hai bạn đúng bằng 1 phần 8 bài số thầy giao. À, bằng 1 phần 8 số bài thầy giao cho bao nhiêu bạn? 1 phần 8 tổng số bài tập thầy giao cho hai bạn. À đúng rồi, vừa nãy con nói 1 phần 4. Như vậy là nó bằng 1 phần 4 số bài thầy giáo ra cho mỗi bạn đúng không? 1 phần 4 số bài thầy giao cho mỗi bạn nhé. Ta đang nói đến mỗi bạn trước đây, mỗi bạn. Mà ở đây là trên đề bài người ta cho đấy là thầy giao cho các bạn, hai bạn này số lượng bài toán bằng nhau. Cho nên là hay là bằng 1 phần 8 tổng số bài. Thầy giao cho hai bạn. À đúng rồi, thầy giao cho hai bạn. Rồi cô cảm ơn con. Dạ con thưa cô. Vậy Rồi được rồi, khoan 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 khoan, để cô hỏi bạn khác nhá. Cô biết con làm rồi, nhưng mà bây giờ là cô sẽ gọi bạn khác để cho bạn đấy xem thử là có trình bày được không nhá. Bây giờ này chúng ta thấy này, số bài còn lại của hai bạn đúng bằng 1 phần 8 tổng số bài thầy giao cho hai bạn. Như vậy chúng ta xem như là tổng số bài của thầy giao cho hai bạn là 8 phần bằng nhau. Thì số bài còn lại là chiếm 1 phần. Thế thì số bài đã làm chiếm bao nhiêu phần? Cô hỏi bạn là Nam Trung. thì cô chiếm 7 phần. À đúng rồi, suy ra số bài. Số nên số bài đã làm là
suy ra tổng số bài hai bạn đã làm. Bằng. Một trừ đi một phần tám bằng 7/8 tổng số bài thầy giao cho hai bạn. Vậy câu hỏi 7/8 số bài thầy giao cho hai bạn là bao nhiêu bài? Suy ra 7/8 tổng số bài thầy giao cho hai bạn là tất cả là bao nhiêu bài? 7/8 tổng số bài thầy giao cho cả hai bạn. Cả hai bạn là bao nhiêu bài? Cô mời bạn Khánh An. Dạ cô là 42 bài. À, lấy ở đâu ra con nhỉ? Dạ con lấy bạn số bài tập bạn thứ nhất làm được cộng với số bài của bạn thứ hai làm được. Đúng rồi, là bằng 42 bài, rất là tốt. Đấy, 42 bài là chiếm 7/8 tổng số bài thầy giao. Vậy suy ra tổng số bài thầy giao cho mỗi bạn. Cô gộp phép tính luôn, hoặc là làm rời ra cũng được. Tổng số bài thầy giao cho cả hai bạn. Làm phép tính nào đây? Bạn Nam Trung. Và con nghĩ là lấy 42 chia 7 À, 42 chia 7. Rồi gì nữa? 42 chia 7 bằng hợp cô Thế bằng có 6 bài á? được không? Nhân với bao nhiêu nữa? 7/8 tổng số bài của hai bạn là 42 bài. Nhân với số bạn Là phải nhân với bao nhiêu nữa con nhỉ? nhân 2. Không. Thế con bị quên rồi đấy. 7/8 tổng số bài thầy giao cho cả hai bạn là 42 bài. Điều này có nghĩa là 7/8, tức là mời cô mời bạn là bạn Quang Huy nhá. Dạ con thưa cô là con lấy 42 nhân với 8 phần 7, 42 chia cho 7 nhân với 8 ạ. À, chia cho 7 nhân với 8. Đấy, 7/8 tổng số bài, tức là chúng ta lấy 7/8, ta gọi tổng số bài là A ấy, thì ta có 7/8 nhân với A là bằng 42. Như vậy muốn tìm tổng số bài ta lấy 42 chia 7/8. Con ơi, con đã hiểu bài chưa Nam Trung? Được Bài rồi. toán, bài toán này là bài toán ta học ở tiểu học. Đấy là bài toán khi mà biết giá trị một phân số của một số, ta tìm số đó thì ta lấy giá trị phân số chia cho phân số. Như vậy chia 7 nhân 8 là bằng bao nhiêu con nhà Nam Trung nhỉ? Con nhắc lại cho cô là bằng bao nhiêu bài? Dạ con thưa cô bằng 48 bài. À, 48 bài. Thầy giao cho cả hai bạn 48 bài. Vậy thì mỗi bạn được thầy giao bao nhiêu bài? Mỗi bạn được thời gian 24 bài. À, đúng rồi. Vậy số bài thầy giao cho mỗi bạn là 24. 48 chia 2 bằng 24 bài, vì là thầy giao cho hai bạn bằng nhau. 48 chia 2 bằng 24 bài. Rồi, cô hỏi một bạn xem con hiểu bài. Ngọc Anh ơi, con hiểu bài không? Quỳnh Anh, cô xin lỗi, Quỳnh Anh ơi, con hiểu bài không? Dạ cô là con hiểu. À, rồi, cô cảm ơn con. À, bạn Phú vẫn đang chưa hiểu. À, rồi. Phú ơi, bây giờ con đã hiểu bài chưa? Dạ rồi ạ, con chỉ đang ghi lại thôi. À, rồi, rồi. Tức là vừa nãy con nhắn trong này là chưa hiểu, nhưng bây giờ con hiểu rồi, đúng không nào?
Dạ vâng. Rồi, cô cảm ơn con rất là tốt. Vậy thì là cô có một cái chưa làm được, đấy là hôm nay có một bạn bị thoát ra ngoài rồi là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai cũng hơi muộn, có cái bài tập số 3 về nhà ấy. Chiều nay có mẹ bạn nhắn tin là một số bạn chưa làm được, thì cô xin hẹn các con là buổi sau chúng ta sẽ làm tiếp một phần nữa của đề này, là nó có liên quan đến nội dung hình học vì chúng ta chưa được ôn tập hình học. Và sau buổi sau thì bắt đầu sang tuần tới là chúng ta sẽ học chương trình mới luôn đó con nhé. Bây giờ thì cô mời các con nghỉ. Cô chào cả lớp.